hôm nay là ngày rằm cho nên là chợ đông lắm. Sau mấy tháng tránh bệnh dịch thì hôm nay mình mới được thấy lại khung cảnh đông đúc thường ngày này luôn đó. Vào những tập Tết lần trước thì mình cũng quay khung cảnh này, nhưng mà là vào buổi tối nên có lẽ là mọi người không nhìn rõ. Cho nên là hôm nay nhân ngày trời nắng đẹp thì mình sẽ quay cho cả nhà nhìn rõ hơn nha. Trái cây ở chợ Hóc Môn toàn là hàng xịn nha, không có thua kém gì siêu thị đâu nè. Đặc biệt là còn ngon, ngọt, bổ rẻ nữa nha. Hơi sớm nè nên là khu này còn hơi vắng chút xíu nha, nhưng mà mình đã nghe tiếng xe cộ đông đúc ở ngoài đường rồi đó nha. Ở trong khu chợ này thì bán rất là nhiều thứ như là rau củ quả, trái cây. Ngồi xen vào đó là những cô chú bán quần áo, kẹp bán kẹp tóc nè vân vân, nhìn rất là bắt mắt luôn. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng rồi và khu chợ đã đông đúc qua người qua lại. Vì hôm nay là ngày rằm mà, cho nên là mọi người đã đi chợ mua đồ về cúng nè. Và đây là sạp bán trái cây của dì Năm. Dì Năm bán chuối, bưởi, đu đủ, sầu riêng vân vân, bán rất là nhiều loại trái cây luôn. Và còn bán luôn sỉ lẻ, dừa nảo với nước cốt dừa nữa. Còn đây là sạp bán rau nè, hầu như rau nào cũng có hết luôn. Kế bên là hàng hải sản, vì chỗ này thường tập trung bán cá, tôm, cua, ốc rất là nhiều. Bên nữa là những gian hàng bán tạp hóa nè, bán đủ thứ đồ luôn. Và mấy cô chú ở đây cũng bán từ sáng đến tối luôn đó nha. Dù là ở đâu hay là ở chợ nào thì vẫn luôn xuất hiện những hình ảnh của cô chú đẩy xe theo bán những đồ dùng như thế này nè. Mình đã vòng lại gian hàng bán trái cây nữa nè. Hôm nay là ngày rằm cho nên là cứ đi vòng vòng lại thấy một gian hàng trái cây hoặc là ở gian hàng bông cúng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ lạng qua thử khu hàng ăn uống xem thử nha. Dì bên phải mặc áo màu hồng là dì bà, là bà Tám. Bà Tám bán đồ ăn chay. Bà Tám sống ở gần nhà mình luôn. Và hôm nay là ngày rằm cho nên là bà Tám đã có nhiều món đặc biệt hơn nữa luôn. Bình thường thì ở đây cũng bán rất là nhiều loại trái cây, nhưng mà hôm nay là ngày rằm cho nên là có nhiều hơn nữa và chợ cũng đông đúc hơn. Mấy bạn đi mình đi trên con đường này thì mấy bạn sẽ thấy rất là nhiều xe mà bằng xe lôi của mấy chú mấy cô mà để bán trái cây nè, gồm có dưa hấu nè, mãng cầu, quýt vân vân. Có trái cây để ăn cũng có trái cây để cúng cũng có. Và không những vậy thì cũng có bán những cái loại rau củ. Thank you.
cả nhà ơi, nếu như mà cả nhà không biết nên đi đâu ăn sáng vừa ngon bổ rẻ thì hãy ghé quán dì Sáu của mình ăn sáng nha. Vừa bình dân lại vừa ngon nữa, thực đơn mỗi ngày một món luôn á nha. Địa chỉ là 2/4 khu phố 7, thị trấn Hóc Môn. Từ chỗ này mà đi bộ lên bưu điện Hóc Môn hay là trường Lý Thường Kiệt cũng gần lắm á nha. Hôm nay là ngày rằm cho nên là dì Sáu của mình bán bún bò chai đó nha. Mình ngày nào cũng phải chạy lên chỗ đầu mối để kiếm mua đồ ăn về nấu bán hết. 3 giờ sáng nào cũng phải dậy sớm để nấu đồ ăn luôn. Cho nên là cả nhà hãy ghé ủng hộ dì Sáu mình nha. Thường mà nếu mà khách đông quá thì dì sẽ alo mẹ con mình lên phụ bán nè, nên mình cũng thường xuyên lên đây phụ Sáu mình bán lắm. Hôm nay bún bò chay gồm có nấm nè, chả bò chay, tàu hũ chiên, thêm một loại chả chay nữa, ăn kèm với nước chấm là tương xào nhiên. Một phần đầy đủ như thế này là khoảng 25.000 đó nha, vô cùng rẻ luôn mà lại vệ sinh an toàn nữa. Bây giờ thì mình đã ăn uống no nê rồi, thì giờ mình sẽ về nhà phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa nha. Hôm nay có anh chị hai về chơi cho nên là mẹ mình quyết định nấu món phá lấu chay. Để làm món phá lấu chay thì đầu tiên mình sẽ làm nước sốt ướp thịt chay trước nè. Gia vị của nước sốt thì gồm có đường, tỏi, bột ngọt, hạt tiêu, một chút xíu cà ri, một chút xíu ngũ vị hương và sa tế. Cuối cùng là thêm nước tương vào cho đến khi thấy hỗn hợp sệt lại nha. Các bạn có thắc mắc là mẹ mình làm phá lấu bằng thịt gì không? Chính là mì căng đó nha. Mì căng thì được làm bột mì, nhưng mà nhìn như vậy cũng giống ruột heo mà.
vì nếu ăn món chay không thì sẽ không có đủ no, cho nên là mẹ mình quyết định mua thêm xương về hầm canh ăn. Nhà mình thì không có theo tôn giáo nào cả, cho nên là chuyện ăn chay cũng không có quá phức tạp luôn. Mẹ mình nói thì quan trọng là trong lòng cái tâm mình được giữ vững và luôn hướng đến Phật là được rồi. Lại thêm một món mặn khác, đó chính là gỏi đu đủ với thịt heo và tôm. Đủ này mẹ mình mua trái sống á, về tự bào ra đó nha. Như vậy thì sẽ an toàn hơn khi mình mua loại bào sẵn, vì người ta sẽ ngâm thuốc cho đu đủ không bị hư á. Với món gỏi đu đủ thì mình đã luộc tôm và thịt heo rồi nè. Bây giờ thì thái mỏng ra nha. Mình quên nói với mọi người nữa, với món ăn này thì mình nên chọn phần thịt heo là phần lỗ tai đó nha, vì phần thịt đó sẽ có nhiều gân và mỡ, cũng không có quá béo. Ăn với gỏi đu đủ thì sẽ ngon hơn. Thịt heo thì mình luộc vừa chín vừa thôi nha, sau đó thì thái mỏng đem ngâm với nước giấm, tí nữa thì ăn với gỏi sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ làm phá lấu nè. Đầu tiên là mọi người lấy cái chảo thiệt to rồi để nóng, vì mẹ mình có dầu phi tỏi từ trước cho nên là mẹ mình sẽ sử dụng luôn. Còn nếu như mà mọi người không có thì nhớ đập tỏi bỏ dầu vào phi trước nha. Sau đó thì mình cho thịt vào chiên trước nè. Mọi người có biết cảm giác của mình đứng quay phim là như thế nào không? Mình không thể chịu nổi luôn đó. Nhìn hấp dẫn quá, mùi thơm thì nó cứ bay loanh quanh mình luôn. Mấy bạn lấy tô hứng nước để lượng trước canh mà mình nấu ít hay nhiều. Hôm nay là mẹ mình nấu canh xương với củ cải muối, cho nên là gia vị mình sẽ không bỏ hoặc là có thể bỏ ít muối nha. Nấu canh thì không thể thiếu hạt nêm và bột ngọt. Người nhớ là phải cho ít bột ngọt thôi nha, vì ăn nhiều bột ngọt không có tốt cho sức khỏe đâu. Khi nấu canh với thịt như vậy thì mình sẽ mấy bạn nên là để cho khi nấu canh với thịt heo hay là những loại thịt sống á, thì mấy bạn nên để sơ sôi thiệt là sôi luôn, thì những cái bọt dơ ở trong những cái trong miếng thịt á nó sẽ nổi lên, và mọi người nhớ vớt thật là nhanh ra nha, nếu không thì những chất cặn đó nó sẽ tan trong nồi canh và làm nồi canh bị đục nước luôn đó. Sau khi mà thịt được chiên vàng như thế này thì mình sẽ bỏ phần nước ướp hồi nãy vào. Nếu như mà mọi người có nước dừa thì có thể thêm vào nha. Còn mình thì quên mua rồi, cho nên là mẹ mình đổ nước ngọt để ấp vô luôn. Bây giờ thì mẹ mới bỏ hạt nêm chay vào nha. Nếu như mà mọi người không có ăn chay thì có thể bỏ hạt nêm bình thường vô cũng được. Sau khi mà nước đã sệt lại rồi á, thì mình mới nêm nếm nha. Tại vì nếu mà mình nêm nếm trước thì mình sẽ dễ bị bỏ lố tay á. Bây giờ thì mình sẽ pha nước dùng để trộn gỏi nha.
Với cái tô gỏi siêu to này thì mình cần khoảng 5 hoặc 6 trái tắc nha. Sau đó thì thêm đường, nước ấm và nước mắm nha. Mình sử dụng trái tắc vì nếu như mà sử dụng trái chanh thì nó quá chua, còn trái tắc thì nó có vị chua ngọt nhẹ, nó sẽ ngon hơn. Mấy bạn ước lượng khoảng một muỗng canh nước tắc thì sẽ là 2 muỗng đường, 2 muỗng nước ấm và nửa muỗng nước mắm. Hy vọng là cả nhà sẽ thích vlog này và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Video mình xin được kết thúc tại đây luôn và chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình của mình. Mọi người nhớ là khi ra đường phải đeo khẩu trang đó nha.